Trong video này, bạn sẽ học cách truy cập các chức năng có trên màn hình cảm ứng của DJI RS2, bao gồm Auto-Tune, Balance Status, Follow Mode và Follow Speed ở thanh trên cùng của màn hình cảm ứng. Bạn có thể xem trực tiếp thông tin như mức pin hiện tại và profile người dùng. Nhấn vào biểu tượng trên cùng bên trái màn hình cảm ứng để vào Auto-Tune. Để bắt đầu Auto-Tune, bấm Start. Và gimbal sẽ tự động điều chỉnh động cơ của nó đến một mô men xoắn thích hợp theo trọng lượng thực, giúp đảm bảo sự ổn định tối ưu. Để bật Super Smooth, nhấn vào biểu tượng trên màn hình cảm ứng, đọc kỹ các ghi chú, sau đó nhấn để bắt đầu Auto-Tune. Điều chỉnh độ cứng của động cơ cho phép bạn tinh chỉnh công suất. Điều này sẽ áp dụng lên các động cơ khi chúng phản hồi và cân bằng trọng lượng trên mỗi trục. Nhấn để vào màn hình Balance Status. Ở đây, bạn có thể kiểm tra trạng thái cân bằng của gimbal. Khi gimbal xoay 15 độ và thang độ cứng trên mỗi trục có màu xanh lục, nghĩa là gimbal đã được cân bằng tối ưu. Nếu nó có màu vàng hoặc đỏ, nghĩa là gimbal chưa được cân bằng đúng cách. Để có được sự ổn định và thời gian hoạt động tối ưu, hãy thực hiện cân bằng gimbal với các trục tương ứng. Nhấn để vào màn hình Follow Mode. Vuốt lên và xuống trên màn hình để chọn chế độ theo dõi. Chế độ thực hiện được chọn sẽ có màu vàng. Bạn cũng có thể chọn chế độ tùy chỉnh Custom Mode và đặt chế độ theo dõi theo nhu cầu chụp ảnh thực tế. Nhấn để vào màn hình Follow Speed. Trên màn hình này, bạn có thể chọn trong số 3 tốc độ theo dõi, nhanh, trung bình và chậm. Tốc độ theo dõi mặc định là trung bình để đáp ứng mọi nhu cầu chụp. Chế độ tùy chỉnh cũng có sẵn để cài đặt tốc độ theo ý muốn. Trượt sang phải từ cạnh trái của màn hình để vào màn hình Grace. Chế độ Time Lapse. Trong Time Lapse, đặt khoảng thời gian, thời lượng và tốc độ khung hình cho timelapse. Bạn cũng có thể thêm điểm tham chiếu, nhấn để bắt đầu quay video timelapse. Chế độ motion lapse, nhấn cộng để thiết lập tối đa 10 điểm tham chiếu. Và chạm vào từng điểm tham chiếu để điều chỉnh thời lượng chuyển động và thời gian duy trì trong motion lapse. Chế độ panorama, để truy cập nhanh vào chế độ panorama, DJI RS2 cung cấp hai chế độ toàn cảnh 3x3 và 180 có sẵn để sử dụng mà không cần cài đặt thêm. Khi tạo ảnh toàn cảnh tùy chỉnh, bạn được phép điều chỉnh loại cảm biến, tiêu cự ống kính, chồng hình và khoảng cách thời gian tùy theo loại máy ảnh và ống kính sử dụng. Sau khi cài đặt hoàn tất, DJI RS2 sẽ tự động tính toán phạm vi chụp và số lượng ảnh tĩnh cần thiết để tạo ra một tấm hình toàn cảnh. Nhấn để bắt đầu chụp toàn cảnh. Chế độ Time Toner. Nhấn để đặt khoảng cách thời gian, thời lượng và tốc độ khung hình. Và DJI RS2 sẽ tự động tính toán số lượng ảnh và độ dài cuối cùng của video Time Toner. Nhấn Net để đặt góc bắt đầu và số lần xoay. Khi cài đặt xong, bấm vào Start để bắt đầu chụp. Trượt sang trái từ cạnh phải của màn hình để vào màn hình cài đặt hệ thống. Bật hoặc tắt Silent Mode, chế độ im lặng để tắt hoặc bật âm thanh hệ thống, bao gồm cả chuông cảnh báo. Bật chế độ Boost để điều khiển trục nghiêng và trục quay theo cách thủ công, để có thể điều chỉnh trực tiếp gimbal và máy ảnh đến vị trí tối ưu với bố cục. Chọn Disable Selfie để ngăn việc vô tình truy cập vào chế độ Selfie. More Setting, cài đặt khác. Nhấn để thực hiện hiệu chỉnh theo chiều ngang nếu hình ảnh không cân đối, ngay cả khi đang đứng yên. Nếu sự cố vẫn tiếp tục diễn ra sau khi hiệu chỉnh chiều ngang, hãy sử dụng điều chỉnh theo cách thủ công. Bất cứ khi nào bạn thấy gimbal thiếu độ cứng, rung lắc hoặc trơn trượt, hãy nhấn vào Gimbal Auto Check. DJI RS2 sẽ phân tích phần cứng của nó và xuất ra thông tin trạng thái sau đó. Nhấn vào Restore Parameter, khôi phục thông số để khôi phục một hoặc nhiều thông số gimbal và cả mật khẩu Bluetooth trở về cài đặt mặc định. Nhấn vào Language, ngôn ngữ để lựa chọn ngôn ngữ hiển thị trên màn hình. Ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh. Nhấn vào Device Info, thông tin thiết bị để kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại và thêm thông tin về gimbal. Trượt lên từ cuối màn hình để vào cài đặt cần điều khiển và màn hình quay số phía trước. Joystick Speed cho phép người dùng điều khiển tốc độ của phím điều khiển giữa cao, trung bình và thấp. Trong chế độ Custom,
bạn có thể đặt tốc độ gimbal ở một giá trị số chính xác. Joystick Smooth cho phép người dùng kiểm soát độ mượt mà của gimbal giữa nhanh, trung bình và chậm. Ở chế độ Custom, bạn có thể đặt độ mượt ở một giá trị số chính xác. Dial Function, chế độ quay số, cho phép người dùng thiết lập chức năng của mặt số phía trước. Chức năng mặc định là kiểm soát tiêu điểm. Nếu bạn đã cài đặt motor lấy nét nào khác, nó cũng có thể được điều khiển thông qua mặt số phía trước. Dial Speed, tốc độ quay số, cho phép người dùng cài đặt tốc độ phản hồi của chức năng được đặt cho một số phía trước. Sau khi gắn DJI Ronin Revenite Image Transmission System và kết nối nó bằng HDMI và USB Type-C, trượt màn hình xuống để xem giao diện truyền hình ảnh, điều chỉnh khung ở giữa màn hình máy ảnh và đối tượng, và nhấn công tắc trên cần một lần để bắt đầu tracking. Chế độ theo dõi và tốc độ theo dõi có thể được điều chỉnh ở cuối màn hình. Sau khi sử dụng ActiveTrack, nhớ điều chỉnh tốc độ theo dõi theo độ dài của tiêu cự thực của ống kính. Bạn cũng có thể mua thiết bị Ronin này tại website bán lẻ của chúng tôi www.flycampro.vn. Mua hàng chính hãng, quyền lợi chính hãng. Các vấn đề liên quan đến dịch vụ hậu mãi, xin liên hệ Trung tâm Sửa chữa Bảo hành ủy quyền DJI Care Việt Nam, 15 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 1900 555512.